Truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị và các bạn, buổi tối ngày 17 tháng 9 năm 2022 tại thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phía chủ nhà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Ông Vũ Quang Minh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và phu nhân. Cùng toàn thể cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Đặc biệt là 10 đại diện ban sáng lập Tổng hội người Việt toàn liên bang với trưởng ban là ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Phó Đây tổng có vụ trưởng ông Vũ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức. Dr. Martin Thunel, Deputy Director General for East Asia, Southeast Asia and the Foreign Office. Trưởng ban chuẩn bị thành lập quận trưởng quận Lịch Đại hội. Mr. Michael Bruns, và các vị lãnh đạo của và nhiều ông các khách mời đến là ông quý vị và các vị nước Đức của chính quyền Berlin. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các đại sứ, đại biện của các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện của các bộ ngành trong chính phủ Đức, các địa phương, doanh nghiệp, bạn bè Đức, cũng như lãnh đạo các hội đoàn và các doanh nghiệp tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bước vào buổi lễ, ban tổ chức đã kính mời tất cả mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ và quốc ca Việt Nam đã được cất lên. Sau đây là quốc ca của Đức. Xin mời quý vị an tọa. Thay mặt cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Vũ Quang Minh đã khai mạc lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự buổi gala kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9
47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức 23 tháng 9 và 32 năm ngày thống nhất nước Đức 3 tháng 10. Ich begrüße Sie herzlich. Thưa quý vị, trong lời phát biểu của mình, Đại sứ Vũ Quang Minh đã điểm lại lịch sử ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi 17 năm sau, lời tuyên ngôn bất hủ đó vẫn vang vọng. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Trong bài diễn văn, Đại sứ Vũ Quang Minh đã đánh giá rất cao sự phát triển mối quan hệ hữu nghị vô cùng tốt đẹp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Luôn trân trọng ghi nhớ Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong các nước ở Đông Nam Á. Và kể cả trong đại dịch vừa qua thì hợp tác giữa hai chúng ta tiếp tục được phát triển hết sức mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Đặc biệt thì quý vị, trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta càng được chứng kiến cái tình bạn rất là chân thành và quý giá. Đó là hàng trăm ngàn khẩu trang mà cộng đồng người Việt chúng ta ở Đức đã may tặng nhân dân Đức ở thời điểm ban đầu rất là thiếu thốn. Đó là hơn 10 triệu liều vaccine và rất nhiều trang thiết bị y tế mà Đức đã tặng Việt Nam khi Việt Nam chúng ta đối mặt với những thời khắc sinh tử. Bạn bè chân quý thì luôn bên nhau trong hoạn nạn. Như câu tục ngữ của cả Việt Nam và Đức đã nói, bạn bè chắc chắn chỉ trong hoạn nạn mới được biết ai là chân quý. Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Vũ Quang Minh đã cảm ơn chính phủ Đức, nhân dân Đức đã hỗ trợ giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Và đặc biệt là tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn chính quyền liên bang, chính quyền các địa phương, cảm ơn ngài Michel Bruns, quận trưởng quận Listerbeek và ngài phó quận trưởng có mặt ở đây. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan, bộ ngành của Đức, chính quyền liên bang, các bang, bạn bè Đức và quốc tế, cộng đồng người Việt tại Đức và tất cả các đồng nghiệp của tôi ở sứ quán và các cơ quan bên cạnh sứ quán tại Berlin, và chúc tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức mãi mãi vững bền. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt cho chính phủ Đức, ngài Dr. Martin đã có lời chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam. Đặc biệt, ông nhấn mạnh về tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở ngay trên nước Đức trong phong trào may khẩu trang, phong trào quyên góp khẩu trang và ủng hộ nhân dân Đức khắc phục hậu quả lũ lụt trong thời gian vừa qua. Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh là Việt Nam là một trong những đối tác mà nước Đức tin tưởng. Sự tin tưởng không chỉ là tình cảm thủy chung, mà còn là đối tác để biến những dự án, những ý tưởng thành hiện thực. Đặc biệt, Việt Nam là được chọn là một trong những đối tác mà chuyển đổi năng lượng sạch của nước Đức. Nhân dịp này, ngài Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương cũng nói lên những khó khăn mà cả thế giới đang phải trải qua, đặc biệt là nước Đức trong bối cảnh năng lượng gặp nhiều khó khăn. Nhưng ông cũng tin tưởng mọi khó khăn sẽ được giải quyết với sự đoàn kết và sự chung tay của các nước và tất cả mọi người. Nhân dịp này, ông bày tỏ tin tưởng giữa cộng tác giữa hai nước Việt Nam và Đức sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp. Và để kết thúc bài phát biểu của mình, ngài Dr. Martin, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương đã cùng Đại sứ Vũ Quang Minh nâng cốc chúc Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc các vị tham dự trong buổi lễ. Quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức giải gôn hữu nghị Việt Đức. Với sự tài trợ của các doanh nghiệp, Đại sứ quán Việt Nam đã dành ra 3.000 euro ủng hộ cho quận Lichtenberg trong quỹ người nghèo và ủng hộ 3.000 euro cho quỹ chữ thập đỏ Việt Nam thông qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thay mặt chính quyền quận Lichtenberg, ngài chủ tịch quận và phó chủ tịch quận
đã đón nhận số tiền này. Thưa quý vị và các bạn, bản tin cộng đồng của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.